Rồi xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và còn hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống bên vườn của bạn Nam của chú anh chị ha. Hàng ghép gốc nhớt liền cốt cho cô chú anh chị mình mua về mình chơi Tết năm 2024 cô chú anh chị. Đế rồng nè ha, đế gắn, đế bí, đế cũ rất là đẹp luôn cô chú anh chị và có hơn 60 giống mai ghép gốc nhớt liền cốt như vậy cô chú anh chị ha. Thì nên mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Thì ngoài 60 giống mai ghép gốc nhớt này thì vườn bạn Nam ha còn rất là nhiều những giống mai khác mà ghép cây lớn hơn cô chú anh chị, giá cũng khá là mềm. Mong cô chú anh chị xem được mình ủng hộ. Lại mà có nhu cầu thì mình cứ alo bạn Nam sẽ gửi mẫu cho cô chú anh chị tham khảo nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai cho cô chú anh chị mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Rồi và một cái đầu clip là mã số 21T là một cây cúc phượng thanh trân nha cô chú anh chị. Cây này đế gầm luôn cô chú anh chị ha. Gầm 3 lượng ha. Rồi. Cho xin thông số luôn rồi. Rồi, hoành thân là được 11. Chiều cao là 59. Tán ngang 52. Rồi, rồi cúc phượng thanh trân là giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300 ngàn nha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi, mã số 21T. Rồi, tiếp theo cây mã số 22T. Cũng là một cây cúc hoàng hậu đế rồng ha cô chú anh chị. Rồi, 3 lượng luôn cô chú anh chị ha. Hoành thân là được 5 á, chiều cao là được 52, tán ngang 64. Rồi, cái cúc hoa hồng này, okay. Cây cúc hoàng hậu. Hoàng hậu này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 ha. Rồi, đổi cây. Rồi, mã số. Rồi, tiếp theo cây mã số 23T. Rồi, cũng là một cây cúc phượng thanh trân luôn. Đế rồng luôn ha cô chú anh chị. Rồng này được hai lót các cô chú anh chị ha, gốc hoành khá là to. Rồi bình thân là được 10. Cây đi đọt nè cô chú anh chị, lên nụ non hết rồi ha. Chiều cao 49, tán ngang 50. Rồi, rồi cây cúc phượng thanh trân là giao lưu với cô chú anh chị giá cũng 300 luôn. Rồi mình đổi cây nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số 24T. Rồi 24T là một cây giảo đa phúc ha. Rồi giảo đa phúc nha cô chú anh chị. To luôn cô chú anh chị, đế rồng luôn ha. 3 lượng luôn cô chú anh chị, 5 tới 5 con rồng ha. Đó, em lên hàng siêu phẩm rồng cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, hoành thân là 8. Chiều cao 62. Tán ngang 39. Rồi. Rồi cái này giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 250 nha. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 25T cũng là một cây siêu nụ. Siêu nụ nha. Rồi. Ghép rồng 2 lượng nha cô chú anh chị ha. Liền cốt ở trên cô chú anh chị ha, liền 80-90% tầng ha. Hoành thân 6. Chiều cao 65. Tán ngang 60. Rồi. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 200 ha. Đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 26. 26T. Rồi cũng là một cây cúc phượng thanh trân đế rồng ha. Tàn rất là lớn luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn rồi bạn ơi. Đồng 3 lượng cô chú anh chị, 3 nấc nè. Hoành thân là được 10. Chiều cao là 62. Tán ngang 62 luôn. Rồi. Rồi cái cúc phượng thanh trân giao lưu với cô chú anh chị mình giá 400 ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 27T. Rồi, cũng là một cây cúc hoa hồng luôn cô chú anh chị ơi. Cái này tàn khá luôn cô chú anh chị mình. Cây đang búng tược rất là mạnh ha cô chú anh chị. Cây rất là ok luôn cô chú anh chị ha. Đó, cây rất là sung nha. Hoành thân là 7. Rồi. Chiều cao 66. Tán ngang 65. Rồi. Rồi cái hoa hồng mình giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300 ngàn bao phí ship luôn. Mã số 27T. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 28T. Cũng là một cây cúc tây hy nha cô chú anh chị. Và cái tàn cô chú anh chị thấy ghiền không? Cô chú anh chị. Con gắn bự luôn cô chú anh chị ha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân là được 7. Rồi. Chiều cao 50. Tán ngang 49. Rồi. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300 ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 29T cũng là một cây họ Hương nha. Rồi. Đế cũ ha cô chú anh chị.
Bình Hưng là được 5, cũ là được 13, chiều cao 50, tán ngang 50. Rồi. Rồi, cây hoàng hương này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 200 ngàn. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 30T. 30T là cây giống gì đây bạn? Rồi, 30T là một cái siêu Sài Gòn của chú anh chị. Rồi, một cây siêu Sài Gòn. Đế bí luôn ha. Nguyên cụ đế bí luôn của chú anh chị. Rồi, Bình Hưng là được 6. Rồi. Chiều cao 57, tán ngang 40. Rồi, cái siêu Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình giá ha. Là 180 ngàn ha. Rồi. Cái này cuối clip luôn ha bạn. Rồi, cái này cũng là một cái cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị. Và em xin chào cô chú anh chị ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong các clip trước cũng như clip này. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được kênh nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.